Giá gia cầm hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2023, nguồn cung tăng kéo tiếp giá gà tại các trại giảm, giá gà, vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 33.000 đến 33.800 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 33.000 đến 33.800 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 33.000 đến 33 63.800 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây giao động trong khoảng 34.000 đến 34.800 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Bắc giao động trong khoảng 29.300 đến 30.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Trung giao động trong khoảng 22.000 đến 22.600 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Đông giao động trong khoảng 21.000 đến 21.600 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp miền tây giao động trong khoảng 22.000 đến 22.200 đồng mỗi kg. giá gà con giống lông màu miền bắc là 7.500 đồng đến 8.000 đồng một con một ngày tuổi. gà con giống lông màu miền trung là 8.000 đồng đến 9.000 đồng một con một ngày tuổi. gà con giống lông màu miền đông là 7.500 đồng đến 8.000 đồng một con một ngày tuổi. gà con giống lông màu miền tây là 8.000 đồng đến 9.000 đồng một con một ngày tuổi. giá vịt thịt super em miền đông giao động trong khoảng 41.000 đến 42.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt di màu, miền đông giao động trong khoảng 43.000 đến 44.000 đồng mỗi kg. Giá vịt giống Super Em là 11.000 đến 12.000 đồng một con một ngày tuổi, vịt giống bố mẹ từ 45.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Bên cạnh đó, giá trứng gà trắng và trứng gà đỏ theo ghi nhận mới nhất cũng không thay đổi nhiều, giao động từ 1.800 cho đến 2.100 đồng mỗi quả trứng vịt giao động từ 2.200 cho đến 2.300 đồng mỗi quả, giá bán tại các chợ đầu mối cụ thể như sau. Giá gà hôm nay nhìn chung giảm nhẹ so với hôm qua tại một số nơi, cụ thể, tại Nghệ An, giá gà mía giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, giữ giá bán 72.000 đồng mỗi kg trong khi giá gà minh dư tại Đà Lạt giảm từ 54.000 đồng mỗi kg xuống còn 53.000 đồng mỗi kg thì Đồng Nai lại tăng từ 51.000 đồng mỗi kg lên 53.000 đồng mỗi kg. Hôm nay, giá gà nòi tại Cần Thơ tiếp tục giảm thêm 3.000 đồng mỗi kg, bám mốc 67.000 đồng mỗi kg. Theo ghi nhận mới nhất, giá vịt hôm nay tăng nhẹ từ 1.000 đến 4.000 đồng mỗi kg tại một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là phía Nam. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có giá vịt là 51.000 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai là địa phương có mức tranh lệch so với hôm qua cao nhất, 4.000 đồng mỗi kg, giữ mức 53.000 đồng mỗi kg hôm nay. Giá vịt Cần Thơ theo ghi nhận mới nhất là 53.000 đồng mỗi kg, tăng 3.000 đồng mỗi kg so với hôm qua. Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ hôm nay cũng có giá vịt tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, tiếp tục duy trì biểu đồ đi ngang. Giá trứng gà hôm nay bình ổn có mức thấp ở các địa phương. Mặt hàng trứng gà trắng giao động trong khoảng từ 1.600 đến 2.000 đồng mỗi kg với Cần Thơ, Bến Tre, Nghệ An là những nơi có giá bán cao nhất. Trong khi đó, trứng gà đỏ có giá bán từ 1.800 đến 2.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai và Bình Định là địa phương giữ giá bán cao nhất. Đã có rất nhiều bà con nông dân xây dựng mô hình gà thả vườn với số lượng vài trăm con chỉ sau thời gian ngắn, áp dụng mô hình đúng chuẩn đã có thể nâng cao số lượng vật nuôi của gia đình lên khoảng vài nghìn con và đạt mức doanh thu hàng năm khoảng vài trăm triệu đồng. 1. Kỹ thuật xử lý chuồng nuôi Kích thước trường cao khoảng 1,5 m chiều dài khoảng 2,5 m chiều rộng khoảng 2 m và phải có một cửa để gà ra vào chú mưa, nên phải được xử lý kiên cố, chắc chắn, dễ sát triển khai các biện pháp sát trùng, vệ sinh chuồng trại. Nền chuồng nên có độ hơi dốc để dễ dàng thoát nước, tránh tình trạng ẩm ướt phát sinh bệnh tật. Nếu có điều kiện, bà con nên láng xi si cát hoặc lát gạch để chống chuột và đảm bảo vệ sinh môi trường. Diện tích chuồng càng rộng càng tốt, vì không gian thông thoáng giúp gà dễ dàng phát triển. Nếu gà con thì mật độ chuồng khoảng 10 đến 12 con trên 1 mét vuông, còn gà giò thì khoảng 5 đến 6 con trên 1 mét vuông. Mái chuồng bà con có thể lợp bằng tôn hoặc mái lá, lưu ý lợp phủ qua gạch chuồng để tránh mưa hắt vào bên trong. Tường rào nên xây cách hiên chuồng khoảng từ 1 đến 1,5 mét, vách trường chỉ nên xây khoảng 30 đến 40 cm, phần phía trên dùng lưới thép B40 hoặc phê nứa che đậy. Về phần rèm che, bà con nên dùng vải bạt hoặc bao tải cắt ra. Và che cách vách tường khoảng 20 cm phía ngoài tránh mưa gió, đặc biệt là rét. Chuồng nuôi gà phải có hệ thống cống rãnh để xử lý chất thải, nước thải, có thể đào đường cống thải dọc theo hành lang của chuồng hoặc làm hệ thống ngầm trong chuồng chuồng phải được vệ sinh khử trùng tiêu độc trước khi nuôi. 2. Về kỹ thuật bãi chăn thả, nên chọn bãi đất trống thuộc đất cứng, nên có cây xanh bóng mát xung quanh để làm bóng dâm cho gà. Bên trong chuồng có cỏ xanh làm nguồn thức ăn tự nhiên trong quá trình chăn nuôi. Nếu có thể, bà con nên làm lán tạm để tra thêm máng ăn và máng uống cho gà. Bãi chăn thả phải có diện tích rộng để gà có thể tìm kiếm thức ăn và vận động. Vườn thả phải đủ diện tích cho gà vận động. Diện tích tối thiểu là từ 0,5 đến 1 mét vuông trên một con gà. Nếu đất rộng bà con nên bố trí chuồng nuôi ở trung tâm và hai bãi chăn thả ở hai bên sẽ mang lại hiệu. Quả tốt nhất, tương tự như chuồng nuôi, bãi chăn thả phải được san lấp bằng phẳng, dễ thoát nước, không có vũng nước tù đọng, không có rác bẩn, vật lạ ở trong bãi chăn, định kỳ thu dọn lông gà rơi vãi ở bãi chăn. Xung quanh bãi chăn thả nên được rào lại bằng lưới mắt cáo hoặc lưới thép B40, phên nứa. Sao cho chắc chắn, tránh thú hoang xâm nhập hoặc gà đi lạc. Ba, cách chọn gà giống cho mô hình chăn thả. Khối lượng cơ thể lớn, 35 đến 36 g trên một con, thể chất khỏe mạnh, hoạt bát, thân hình cân đối. Mắt gà mở to, láo lia, chân cao, xiêm chạy nhảy, không có khuyết tật. Đuôi và cánh gà áp sát vào thân. Đầu gà nên chọn con có đầu to cân đối, cổ dài và chắc, mỏ to và chắc chắn, siêng ăn vào dưới đất. 4 cách cho ăn và uống ở gà chăn thả vườn. Đối với giai đoạn gà con, giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi, dùng thức ăn gà con chủng loại 1 đến 21 ngày, có bán tại các cửa hàng thức ăn gia súc. Vì gà con ăn rất ít nhưng ăn nhiều lần nên bà con cần giải mỏng và để thức ăn lên khay ăn hoặc mệt có độ dày 1cm, lặp lại việc cho ăn từ 3 đến 4 giờ trên một lần. Lưu ý khi cho ăn lần tiếp theo, Bà con cần dùng xẻng cạo sạch lượng thức ăn thừa có trên khay ăn để đảm bảo vệ sinh cho đàn gà. Dùng máng uống chứa nước cho gà uống, trong giai đoạn 2 tuần đầu bà con dùng máng cỡ 1,5 đến 2,0 lít, ở các tuần sau thì có thể dùng dùng máng cỡ 4,0 lít. Máng uống phải kê cao hơn mặt nền chuồng từ 1 đến 3 cm, nên đặt xem kẽ với khay ăn, rửa sạch hàng ngày và thay nước từ 2 đến 3 lần ngày, giai đoạn từ 21 đến 42 ngày tuổi dùng thức ăn gà giò chủng loại 21 đến 42 ngày, có bán tại các cửa hàng thức ăn gia súc hoặc phối trộn thêm các loại thức ăn như lúa, gạo và rau trong thức ăn để tăng cường chất dinh dưỡng cho gà. Trong giai đoạn gà gò, mắng ăn sử dụng là loại mắng chung P30, nếu gà lớn dần có thể thay thế bằng mắng đại P50, mắng ăn được treo bằng dây sao cho miệng mắng cao ngang lưng gà, mật độ mắng ăn khoảng từ 30 đến 40 con mắng, cho gà ăn khoảng 3 đến 4 lần ngày. Đối với măng uống trong giai đoạn này nên dùng loại từ 4 đến 8 lít để măng uống cao hơn mặt nền từ 4 đến 5 cm. Măng uống đặt với số lượng 100 con máng. Măng uống được rửa sạch hàng ngày theo quy định của thú y. Đối với giai đoạn gà thịt. Đây là giai đoạn phát triển mạnh nhất, bà con cần lưu ý những điểm sau. Lượng thức ăn tăng gấp đôi so với trước đó, bổ sung chất đạm và nhiều loại rau xanh cho gà chắc xương, nặng ký. Lượng nước trong giai đoạn này cũng tăng cao luôn luôn đảm bảo mắng uống có nước đầy đủ. Lượng nước uống hàng ngày của gà có thể khác nhau tùy theo mùa, cần theo dõi nhiệt độ môi trường để chống nóng cho gà, bổ sung nước để gà không trị chậm lớn. 5. Kỹ thuật chăm sóc gà thả vườn Gà thả vườn dễ tiếp xúc với các tác nhân ngoại vi, nên dễ dàng mắc bệnh trong điều kiện khí hậu không tốt. Cách tập làm quen môi trường cho gà tốt nhất là chỉ nên thả gà 2 giờ ngày trong giai đoạn đầu tuần thứ năm sau đó tăng dần 30 phút đến 1 giờ trong khoảng 10 ngày sau đó có thể thả tự do. Lưu ý luôn theo dõi gà để kiểm soát thể trạng của đàn gà. 6. Vệ sinh chuồng trại, dụng cụ nuôi gà. Chuồng trại phải luôn được đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh, khu vực xung quanh rìa phải dọn dẹp phát quang bụi rậm, không được để chuồng bị ướt, ẩm, mốc hoặc động nước, sử dụng chất sát trùng trong khu vực chăn nuôi theo hướng dẫn của bác sĩ thú y. Định kỳ giới đảo bổ sung chất độn chuồng để đảm bảo độ dày cần thiết và làm cho chất độn chuồng luôn khô tơi xốp máng ăn máng uống hàng ngày phải vệ sinh và chui rửa sạch sẽ